Ừ, xin sư cho con hỏi khả năng nào của thiền định hoặc thần thông gì có thể biết được trình độ tu tập của mình hoặc người khác thì uh, trong kinh ấy chỉ nói như thế này cái vị chứng sơ quả thì có thể biết được vị khác có chứng sơ quả hay không À, vì chứng nhị quả thì có thể biết từ người khác có chứng nhị quả và sơ quả hay không vì chứng tam quả có thể biết từ người khác có chứng được tam quả nhị quả và sơ quả hay không vì chứng được tứ quả thì có thể biết từ người khác có chứng được tứ quả tam quả nhị quả và sơ quả hay không tức là khi mà mình có khả năng mình chứng đắc ở những cái tầng bậc cao hơn thiền cũng vậy thôi thì mình có thể biết được người khác có khả năng chứng ngang mình hoặc thấp hơn ngài giới nghiêm à, có lần ấy. một cái một người đến khảo ngài và nói là có một người chứng uh, sơ thiền thì khi ngài hỏi đó ngài bằng những cái câu hỏi liên quan tới thực chứng thì ngài có thể xác nhận là người này ảo tưởng chứ người này không hề chứng sơ thiền nhưng mà nói như vậy có nghĩa là ngài đã chứng ít nhất là sơ thiền thì ngài mới có khả năng biết được người khác có chứng sơ thiền hay không à, còn à, bây giờ thì nó nó kỳ chứ còn nhiều người họ tự tin một cách thái quá tức là đối với nhiều người cái chuyện mà chứng thiền đối với họ nó dễ dàng lắm dễ như ăn cơm ăn cháo gì đó trong khi đó đấy sư nói rõ là sư chưa chứng cái gì hết sư chưa chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền chưa chứng sơ quả nhị quả tam quả tứ quả trong đời này à, mà sư, sư, chứng thánh thì chắc chắn là chưa bao giờ rồi mà chứng thiền thì trong đời này chưa chưa chứng mà bằng những cái sự hiểu biết của sư thì sư biết được một vài người họ ảo tưởng là họ chứng thiền nhưng thực tế họ không có chứng Hả?